Vào một ngày nọ, hơn 500 năm trước, một ông lão ngồi viết nhật ký với đôi tay run rẩy của mình. Trong cuốn nhật ký này, với bút pháp nhất quán từ trước đến giờ, ông đã phản chiếu lại tất cả mọi chữ viết. Đây là manh mối đầu tiên ông để lại cho thế hệ về sau, bởi vì ông muốn nói cho con người biết rằng những thứ nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là toàn bộ diện mạo của sự việc, có những bí ẩn ẩn giấu dưới lớp bề mặt. Thực ra, ông lão này đã dành cả cuộc đời mình để làm rất nhiều việc mà người thường khó mà hiểu được. Ví dụ như đi trước hàng mấy trăm năm vẽ ra bản phác thảo tàu lượn, bản phác thảo của dù nhảy, thậm chí còn có ý tưởng máy bay trực thăng. Nhưng những thứ này chẳng đáng là gì, bởi vì so với những phát minh này, ông còn có bí mật quan trọng hơn nữa cần truyền đạt lại cho người sau. Mà những bí mật này là ẩn giấu trong những tác phẩm tranh hiếm hoi. Ông chính là Leonardo da Vinci, tác giả của bức tranh nổi tiếng Mona Lisa. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến năm 2017. Lúc này đây, cuộc bán đấu giá kịch liệt nhất thế giới đang được tổ chức tại Quincy, New York. Trải qua 20 phút đấu giá quyết liệt, cuối cùng sau một tiếng gõ, tác phẩm nghệ thuật đơn đắt nhất thế giới, Đấng Cứu Thế, đã được bán cho một người mua bí ẩn với giá ngất ngưỡng 400 triệu đô la Mỹ. Nếu như cộng thêm các chi phí thủ tục, thì tổng giá của tác phẩm nghệ thuật này phải lên đến 450 triệu đô. Mà sở dĩ người này bằng mọi giá cũng phải mua cho bằng được bức tranh, vốn không chỉ đơn giản là do đây là tác phẩm của Da Vinci. Điều mà ông ta thực sự coi trọng là mật mã ẩn giấu trong bức tranh này. Bởi vì trên bức tranh có vị trí chính xác của thiên quốc. Hóa ra trong nhật ký cuối cùng của Da Vinci, ông đã ghi lại một trải nghiệm thần bí của mình. Trong trải nghiệm này, ông đã đi lạc vào một hang động, đồng thời xuyên qua hang động đi đến một thế giới khác. Ở đó, ông đã nhìn thấy thế giới tương lai phát triển như thế nào, thậm chí còn trở về quá khứ và tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu, rồi biết được vị trí cụ thể của thiên quốc. Video ngày hôm nay rất đặc sắc, chúng ta hãy cùng nhau nói về mật mã Da Vinci. Trong rất nhiều video trước kia, chúng ta đều có nói đến Nikola Tesla. Những thứ chúng ta đang sử dụng ngày nay đây, rất nhiều thứ đều có liên quan đến phát minh của ông. Vì thế có người đã xưng danh ông là người đàn ông gần với thần nhất. Thế nhưng ít ai biết được rằng, từ hàng mấy trăm năm trước khi Nikola Tesla ra đời, trong lịch sử cũng từng xuất hiện một nhân tài khó tìm, Da Vinci. Nếu như Nikola Tesla là người đàn ông gần với thần nhất, vậy thì không còn nghi ngờ gì, Da Vinci chính là thần sống tại nhân gian. Thế nhưng do thời đại mà ông sinh ra đã quá xa xôi, đến mức người hiện đại đã từng quên mất ông. Cho đến tận năm 1913, sau khi một bức tranh mang tên Mona Lisa bị mất trộm rồi tìm lại được, mới bắt đầu có người chú ý. Nụ cười mà lại như không của người phụ nữ trong tranh vô cùng thần bí. Nó khiến một số người bắt đầu tò mò, người phụ nữ này rốt cuộc là ai và cô cười vì điều gì? Và cả đằng sau nụ cười thần bí đó, liệu có ẩn giấu bí mật nào không? Và thế là với mục đích phá giải bí ẩn về thân phận nàng Mona Lisa, mọi người bắt tay vào nghiên cứu về Da Vinci, tác giả của bức tranh này. Không nghiên cứu thì thôi, nhưng nghiên cứu thì lại phát hiện Da Vinci không chỉ có trình độ cực cao về hội họa, mà ông thậm chí còn là một nhà bác học. Ông không chỉ tinh thông toán học, thiên văn học, giải phẫu học, vật lý học, mà còn tinh tường cả kỹ thuật xây dựng dân dụng học, kiến trúc học. Nhưng mà có thể nào không, một người có thật sự tinh thông được nhiều lĩnh vực đến như vậy trong quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời? Để tìm giải đáp cho câu hỏi này thì cần phải lùi thời gian trở về năm 1452. Vào năm đó, Da Vinci đã ra đời. Ông là con riêng của Piero Da Vinci với người phụ nữ nông dân Caterina. Do Piero là quan chức địa phương nổi tiếng, cho nên dù thân phận của Da Vinci không được công nhận, nhưng vẫn được tiếp nhận giáo dục rất tốt. Thầy giáo của ông năm xưa, Andrea del Verrocchio, chính là một nhà điêu khắc vô cùng nổi tiếng. Thế nhưng cho dù có thầy giỏi hướng dẫn, Da Vinci trước năm 1476 vẫn là một người rất bình thường. Tuy nhiên, không biết vì sao, từ sau năm 1478, ông đột nhiên biến hình trở thành một nhà bác học. Cũng tức là trong khoảng thời gian 2 năm, từ 1476 đến 1478, chắc chắn Da Vinci đã xảy ra chuyện gì đó đến mức khiến cho ông bắt đầu sáng tác một cách bùng nổ. Điều kỳ lạ là, các học giả đã lục tìm tất cả tài liệu đều không tìm thấy ghi chép liên quan. May mà đến cuối cùng đã tìm ra phát hiện đáng kinh ngạc trong một bản thảo chép tay của Da Vinci. Trong một cuốn tự truyện, Da Vinci có miêu tả, năm 1476 và cũng là năm mà ông mất tích, người đang mê mẩn với lĩnh vực tự nhiên lúc đó là Da Vinci, từ một mình vào trong núi sâu, và trong quá trình đó lại phát hiện ra một hang động sâu thẳm. Do hang động vừa sâu vừa tối, cho nên lúc đầu khi mới vào, ông vốn không muốn đi tiếp. Thế nhưng đúng lúc Da Vinci đang định bỏ cuộc, ông đột nhiên nghe thấy một giọng nói thần bí yêu cầu ông tiếp tục đi về phía trước. Vì vậy, dưới sự chỉ dẫn của giọng nói này, ông đã đi xuyên qua hang động, cuối cùng đã ở lại đó suốt 2 năm. Do trong bản viết tay lần này, Da Vinci còn đặc biệt nhấn mạnh rằng lần trải nghiệm này đối với ông mà nói vô cùng quan trọng, đến mức có người bắt đầu suy đoán rằng
Hang động đó chắc chắn không phải là hang động thông thường. Phía cuối hang động rất có thể chính là thế giới dưới lòng đất nói đến trong truyền thuyết. Hoặc là có lẽ bản thân hang động chính là một đường thông thời không, một lỗ sâu thông đến tương lai. Những phát minh của Da Vinci về sau này rất có thể đều là được nhìn thấy tại đó. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của những người đam mê tìm hiểu mà thôi. Nhưng thật kỳ lạ, ngoài những phát minh vượt thời đại ra, Da Vinci còn từng vẽ ra rất nhiều người có tướng mạo đặc biệt. Những người này có vầng trán cao, đầu thuôn dài. Các bạn cần biết rằng, Da Vinci vốn là người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Trong rất nhiều bức tranh, chúng ta có thể nhìn thấy Da Vinci biểu đạt cảm xúc nhân vật hoàn hảo đến thế nào. Thì sao có thể vẽ ra những bức tranh có phong cách hoàn toàn khác biệt đến như vậy chứ? Chẳng có lẽ Da Vinci đã từng tận mắt chứng kiến những người có xương dài đó sao? Kỳ lạ nhất là có một số học giả phát hiện trong các tác phẩm hội họa của Da Vinci đúng thực cũng có những người tướng mạo kỳ dị, chỉ là họ đều bị ẩn giấu đi. Năm 1502, Leonardo Da Vinci lúc đó đã 50 tuổi. Ông nhận được lời mời vẽ cho Lisa del Giocondo, vợ của một thương gia giàu có. Tuy nhiên, ông ấy không biết rằng đây lại là một tác phẩm mà ông không bao giờ có thể từ bỏ được. Theo nghiên cứu của các học giả, thời gian vẽ bức tranh này dài đến tận 16 năm. Trong quãng thời gian 16 năm này, Da Vinci cứ liên tục phác họa trên giấy và rồi lại xóa đi vẽ lại. Vậy thì rốt cuộc là bức tranh như thế nào lại khiến cho Da Vinci coi trọng đến như vậy? Năm 2004, một đội nhóm do Pascal Cost dẫn đầu, sau khi sử dụng thiết bị hiện đại nhất lúc đó để quét ảnh Mona Lisa thì phát hiện trên tranh có tận 4 tầng trạng thái phác họa. Thậm chí còn có học giả người Ý Silvano Vincetti cũng dùng phương pháp tương tự, phát hiện phía bên dưới cây cầu đằng sau Mona Lisa lại có chữ số 72. Vincetti nói, khi phát hiện ra con số 72, ông đã vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là đây tuyệt đối không phải bức tranh bình thường. Quả nhiên, sau đó Vincetti lại phát hiện chữ cái S trong mắt trái của Mona Lisa và bên mắt phải thì lại phát hiện ra chữ cái L. Thế nhưng những chữ cái này lại đại diện cho điều gì? Và cứ theo câu hỏi này, Vincetti tiếp tục tiến hành điều tra. Cuối cùng, ông phát hiện cây cầu trong bức tranh rất có thể là cây cầu lưng gù của Ý. Cây cầu này được xây từ thời đại La Mã, từng bị lũ lụt phá hủy và xây lại vào năm 1472. Mà con số dưới cây cầu trong bức tranh Mona Lisa chính xác là 72. Cũng tức là nói, tổ hợp số này đúng là có ý nghĩa. Rất có thể ông đang ám thị chúng ta rằng mỗi từ trong bức tranh đều có hàm ý đặc biệt. Và nếu đúng thật là như vậy, vậy thì chữ cái S và chữ cái L lại có nghĩa là gì đây? Trong các cuộc điều tra sau đó, có người cho rằng chữ cái S và L rất có thể đang ám thị thân phận thực sự của nhân vật trong tranh. Hóa ra, có một số người theo thuyết hoài nghi từ lâu đã nghi ngờ rằng bức tranh này không phải chân dung phu nhân của thương gia giàu có, mà là đồ đệ yêu quý của Da Vinci, Sly. Bởi vì viết tắt của Sly chính là SL. Và sở dĩ Da Vinci phải che giấu thân phận của nhân vật trong tranh như vậy là do tình hình xã hội lúc đó không ủng hộ đồng tính luyến ái. Vì thế, Da Vinci chỉ có thể để lại manh mối trong tranh để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Trên thực tế, khi chúng ta đem chân dung của Sly so sánh với Mona Lisa thì sẽ phát hiện họ thực sự rất giống nhau. Một số người hâm mộ thậm chí còn cho rằng tên gọi thực sự của Mona Lisa đáng lẽ phải là Mon Sly, ý nghĩa là Sly của tôi. Thật trùng hợp, trong di chúc của Da Vinci đúng là ông có dặn dò lại rằng sau khi mình qua đời, hãy đem Mona Lisa tặng cho Sly. Và ngoài bí ẩn về các chữ trong tranh, từng có học giả còn cho rằng sở dĩ Da Vinci viết chữ phản chiếu là vì để nhắc nhở mọi người chỉ sau khi phản chiếu các bức tranh của ông mới có thể nhìn thấy bí mật mà ông thực sự muốn truyền đạt. Thật kỳ lạ là sau khi người ta đem Mona Lisa phản chiếu, đúng là phát hiện ra khi ngón tay trên hai bức tranh chồng lên nhau liền có thể nhìn thấy sinh vật không xác định độ mũ sắt. Thời điểm đó, sự việc này đã từng gây xôn xao dư luận. Một số người thì cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng kỳ lạ là sự trùng hợp như thế này lại liên tục xuất hiện. Ví dụ, sau khi chúng ta phản chiếu bức tranh sơn dầu, Đức Mẹ Đồng Trinh và đứa trẻ cùng Thánh Anne và Thánh John the Baptist thì sẽ nhìn thấy sinh vật mũ sắt. Mọi người không thấy nó rất giống Anakin Skywalker trong chiến tranh giữa các vì sao sao? Trọng điểm là trong một bức tranh khác có tên Đức Mẹ và Hài Đồng với Thánh Anne, sinh vật mũ sắt này lại xuất hiện một lần nữa. Cần biết rằng các bức tranh của Da Vinci tổng cũng chỉ có khoảng 20 bức. Trong số ít bức tranh như vậy mà sinh vật mũ sắt lại có thể xuất hiện thường xuyên, đây thật sự chỉ là trùng hợp hay sao? Nói đến tác phẩm tranh của Da Vinci, ngoài Mona Lisa ra còn có một bức cũng rất nổi tiếng, đó là Bữa Tối Cuối Cùng. Bức tranh Bữa Tối Cuối Cùng miêu tả một đêm năm 33 sau công nguyên,
Chúa Giêsu đột nhiên triệu tập 12 môn đồ của mình cùng dùng bữa tối. Trong bữa tối đó, Giêsu đã nói với những người có mặt tại đó rằng: "Trong các con có một người đã bán đứng ta." Vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại đó một phen kinh ngạc, liên tục dỉ tai thì thầm, nghi ngờ lẫn nhau, không biết ai là người phản bội Chúa. Và bữa tối cuối cùng của Da Vinci cứ giống như một bức ảnh ghi lại chân thực chuyển động cơ thể của mọi người vào thời điểm đó, thậm chí là biểu cảm. Trên bức minh họa này, Giêsu trải rộng hai tay, ngồi ở chính giữa với thần thái biểu cảm đã nhìn thấu mọi sự. Các môn đệ còn lại, ba người một nhóm, phân bố trong bức tranh. Do Da Vinci không có để lại ghi chép rằng trong tranh ai mới là phản đồ Judas, cho nên tất cả những ai xem tranh chỉ có thể dựa vào manh mối trong tranh để đi tìm kẻ phản bội. Và đây cũng là chỗ cao tay của Da Vinci, bởi vì bức tranh này không chỉ dùng để thưởng thức mà thôi. Trên thực tế, Da Vinci đang thông qua bức tranh để tương tác với tất cả khán giả. Vì thế cho nên, về việc ai mới là phản đồ thì cũng có nhiều cách nói. Trong đó cách nhìn chủ yếu nhất thì cho rằng, người thứ hai từ phía bên phải của Chúa Giêsu chính là kẻ phản bội Judas, bởi vì người này đang cầm trong tay túi tiền có 30 đồng bạc bán đứng Chúa mà có được. Và ngoài người này ra, người ngồi cạnh ông ta cũng bị nghi là kẻ phản bội, bởi vì trên tay ông ta có cầm dao. Và khi ai cũng tập trung vào nghiên cứu bữa tối cuối cùng, thì có người để ý đến người ngồi phía bên phải Chúa Giêsu trông hơi kỳ lạ. Vốn dĩ mọi người vẫn luôn cho rằng người ngồi bên cạnh Chúa chắc là môn đồ yêu dấu của Ngài, sứ đồ John. Thế nhưng sứ đồ John là nam, còn người trước mắt đây có nhìn thế nào cũng đều thấy giống nữ. Thậm chí chúng ta có thể phát hiện, ngoài nhân vật thần bí này ra, những người có mặt tại đó nếu không có râu thì cũng có khung xương thô rộng. Duy nhất người này không có đặc tính của nam giới. Càng kỳ lạ hơn là sau khi điều chỉnh lại vị trí thì nhìn thấy Chúa Giêsu và người này lại có thể dựa vào nhau một cách hoàn hảo. Thậm chí ngay cả đến góc độ của trang phục cũng kết hợp xuất sắc. Ngay cả chỗ nếp gấp của trang phục cũng có thể khớp với nhau. Và vị trí phần tay của hai người cũng vừa hay chồng lên nhau, cứ giống như họ đang đan 10 ngón tay vào nhau vậy. Vậy thì người này rốt cuộc là ai đây? Sau khi mọi người phát hiện ra trong bữa tối cuối cùng rất có thể có người phụ nữ bí ẩn, thì đã có càng nhiều người tham gia thảo luận hơn. Một số người cho rằng người phụ nữ thần bí rất có thể là Mary Magdalene. Bà là tín đồ của Chúa Giêsu, là người luôn ở bên cạnh Ngài. Vì thế, cũng có người hoài nghi rằng bà rất có thể là người đồng hành cùng Chúa Giêsu tại thế gian. Và sở dĩ Da Vinci có thể biết được bởi vì chính ông đã có mặt tại đó. Nhưng sao có thể như vậy được? Khi bữa tối cuối cùng xảy ra, Da Vinci vốn chưa cả sinh ra đời nữa, thì sao có mặt tại đó được? Trước khi trả lời vấn đề này, chúng ta cùng xem một phát hiện đáng kinh ngạc khác. Mấy năm trước, một chuyên viên khi đang nghiên cứu bữa tối cuối cùng thì phát hiện hình như chỉ có một bên khăn trải bàn là có thắt nút. Chuyên viên nghiên cứu cho rằng đây rất có thể là Da Vinci lại một lần nữa ám thị rằng cần phản chiếu bức tranh, bởi vì chỉ sau khi chồng tranh lên, hai bên khăn trải bàn mới đối xứng. Thật ngạc nhiên là khi làm như vậy lại nhìn thấy Da Vinci trong bữa tối cuối cùng. Càng kỳ lạ hơn nữa là Da Vinci thậm chí còn làm thế tay tượng trưng cho Illuminati. Tất nhiên đây cũng rất có thể chỉ là trùng hợp, bởi vì căn cứ theo lịch sử ghi chép, vào thế kỷ 15 vẫn chưa có Illuminati. Thế nhưng vẫn có một số học giả thần bí học đưa ra cách nhìn khác. Ví dụ David Quincock, tác giả của trường nguồn, cho rằng Da Vinci rất có thể là thành viên của hội Tam Điểm, bởi vì hội Tam Điểm đã được thành lập từ rất lâu rồi. Hơn nữa, Vitruvius, người đàn ông trong bản thảo viết tay nổi tiếng của Da Vinci, người Vitruvius khi còn sống chính là một kiến trúc sư La Mã, mà hội Tam Điểm là một tổ chức được thành lập bởi một nhóm thợ xây đá. Thậm chí còn có người cho rằng Vitruvius là bậc thầy thế hệ đầu tiên của hội Tam Điểm. Năm đó, Da Vinci không chỉ vẽ ra bậc thầy của hội Tam Điểm, thậm chí còn vẽ hình vuông và hình tròn trên tranh. Người bình thường thoạt nhìn sẽ nghĩ động tác này là đang thể hiện tỷ lệ hoàn hảo của cơ thể người. Nhưng người trong ngành thì sẽ biết, muốn vẽ ra tỷ lệ hoàn hảo thì phải dùng đến thước kẻ và compa. Mà hai thứ này chính là biểu tượng của hội Tam Điểm, đồng thời cũng là mục tiêu cuối cùng của hội Tam Điểm, đó là thực hiện thế giới hoàn mỹ. Hóa ra giáo điều của hội Tam Điểm cho rằng, trong vi mô, hình vuông đại diện cho thân thể, hình tròn thì đại diện cho linh hồn. Còn trong vĩ mô, hình vuông đại diện cho thế giới vật chất, còn hình tròn thì đại diện cho thế giới tinh thần. Và mục tiêu của hội Tam Điểm chính là cần tạo ra một thế giới hoàn mỹ mà thế giới vật chất và thế giới tinh thần không còn đối lập với nhau nữa. Vì thế, Da Vinci mới cố gắng vẽ ra người Vitruvius có tỷ lệ hoàn mỹ đến vậy. Mục đích có thể là để bày tỏ kính trọng đến hội Tam Điểm. Chúng ta tiếp tục trở về với tranh. Ngoài việc cho rằng sẽ có thể Da Vinci là thành viên hội Tam Điểm ra, David Quincock còn tin rằng trong cuộc hành trình trong hang động năm 1476, Da Vinci đã xuyên việt thời không, chứng kiến bữa tối cuối cùng của Chúa Giêsu, cho nên ông ta mới biết Mary Magdalene có mặt tại đó, và cũng mới biết được biểu cảm của tất cả mọi người lúc đó.
Thậm chí còn biết khi tổ chức bữa tối cuối cùng thì lúc đó trời vẫn còn sáng nữa. Và sở dĩ Da Vinci có thể thông qua hang động để siêu việt thời không lại là do nhận được sự giúp đỡ của lực lượng thần bí. Bởi vì khi các bức tranh chồng lên nhau, mọi người lại một lần nữa nhìn thấy sinh vật kỳ quái. Năm 1953, Da Vinci bắt đầu vẽ bức tranh cuối cùng của cuộc đời mình. Đây là mảnh ghép cuối cùng mà ông để lại cho người đời sau. Những người hâm mộ cho rằng Da Vinci đã mượn bức tranh này để truyền đạt vị trí của thần suốt cuộc nằm ở đâu. Trên mảnh ghép này, Da Vinci chỉ vẽ một người, đó chính là Thánh John the Baptist. Căn cứ theo miêu tả trong Thánh Kinh, tương truyền rằng trước khi Giê-xu Giáng sinh, thần đã phán một vị sứ giả là John đến thế gian. Ông sẽ là nhân chứng của ánh sáng để mọi người tin vào sự xuất hiện của Giê-xu. Vì vậy, chúng ta có thể thấy trên bức tranh này, Thánh John mỗi một mình trong bóng tối. Đột nhiên một luồng sáng đã xuất hiện. Thậm chí chúng ta có thể thông qua ánh sáng này nhìn thấy một cây thập tự giá thấp thoáng phía đằng sau Thánh John. Lúc này, Thánh John giơ tay lên, cứ giống như là đang nói với chúng ta rằng ánh sáng này chính là đến từ trên trời. Thế nhưng trên trời rốt cuộc có thứ gì đây? Không sai, sau khi đem ảnh phản chiếu, đã bất ngờ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Và ngoài Thánh John, vẫn còn một bức tranh thường được đưa ra thảo luận. Đó chính là Đức Mẹ Đồng Trinh trong hang đá. Có người chú ý đến được, trên bức tranh này, năm ngón tay của Đức Mẹ đang xòe rộng và cong xuống phía dưới. Dường như đang chạm vào một cái đầu không nhìn thấy. Cần biết rằng, Da Vinci là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bất cứ chi tiết nào trong tranh chắc chắn đều được ông thiết kế tỉ mỉ. Vậy thì tay của Đức Mẹ, rốt cuộc vì sao lại năm ngón xòe ra, lơ lửng giữa không trung? Chẳng có lẽ nào đang ám thị với chúng ta rằng có thứ gì không thể nhìn thấy được ẩn giấu trong bức tranh sao? Quả nhiên, sau khi điều chỉnh lại bức ảnh thì lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Mà bức ảnh được ghép thành này lại cực giống với bức ảnh ghép Thánh John. Điều này khiến cho một số người bắt đầu suy xét. Chẳng có lẽ nào Da Vinci thật sự đã từng nhìn thấy người ngoài hành tinh hay sao? Và năm xưa, với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh mà ông ta đã nhìn thấy một thế giới khác, thậm chí còn biết được thần rốt cuộc ở đâu. Và giờ đây, ông đang cố gắng chia sẻ cho chúng ta những thông tin mình biết hay sao? Tôi biết là suy nghĩ này thoạt nghe thì thấy thật khó tin, nhưng thật không ngờ rằng đúng là học giả đã tìm thấy ngọn nguồn của ánh sáng trong tranh của Da Vinci. Năm 1506, Da Vinci bắt đầu vẽ bức tranh Đấng Cứu Thế, cũng chính là bức tranh cổ mà chúng ta có nhắc đến phía trước, đã được bán với giá cao ngất ngường 400 triệu đô la Mỹ. Nhưng bạn có biết không, có một khoảng thời gian, bức tranh này từng bị cho là tác phẩm có giá trị khá thấp. Cho đến năm 2011, các chuyên gia cuối cùng mới xác định được rằng bức tranh này là tác phẩm do chính tay Da Vinci vẽ. Sau đó, mọi người mới bắt đầu chú ý đến một điểm nghi vấn. Trong tranh, ba ngón tay phải của Chúa Giê-xu giơ lên, đại diện cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bên tay trái cầm quả cầu thủy tinh, tượng trưng cho trái đất. Và điểm kỳ lạ thì nằm trên quả cầu thủy tinh này. Thông thường thì cầu thủy tinh sẽ khúc xạ ánh sáng, cho nên khi chúng ta nhìn vật thông qua cầu thủy tinh sẽ nhìn thấy vật thể ở phía sau bị méo. Điều này đối với người theo chủ nghĩa hoàn hảo là Da Vinci mà nói dường như là một sai sót không thể nào phạm phải được. Dù gì thì trong mỗi bức tranh của Da Vinci, ông được thể hiện ánh sáng và bóng tối vô cùng hoàn hảo. Cũng tức là nói, lỗi chỗ quả cầu thủy tinh này sẽ có thể là Da Vinci cố ý để như vậy. Mục đích thực sự của ông chính là muốn mọi người chú ý đến ba điểm trắng trên quả cầu thủy tinh. Hiện nay có rất nhiều học giả cho rằng ba điểm trắng này chính là vành đai Orion. Thật trùng hợp, ba tòa kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập cũng là đối ứng với vành đai Orion. Trong thần thoại Ai Cập, con người sau khi chết thì sẽ đến kiếp sau để có được cuộc sống vĩnh hằng, mà đời sau chính là nằm trên vành đai Orion. Chẳng có lẽ nào vị trí của vành đai Orion chính là thiên đàng và thần sống tại đó sao? Không chỉ vậy thôi, José Alfredo de Andrés, một nhà nghệ thuật người Argentina phát hiện, khi chúng ta theo lệ cũ phản chiếu bức tranh thì sẽ nhìn thấy hai phiên bản Đấng Cứu Thế. Bức bên trái này tượng trưng cho nhân loại sống trên trái đất, bên phải thì là thần trên thiên đàng. Điều thú vị là trên bức tượng trưng cho con người, chúng ta có thể nhìn thấy một mũi tên hướng lên trên. Các học giả cho rằng ở đây đã nói lên vị trí nơi có sự thật. Tiếp theo đó, biểu tượng kỳ lạ này tượng trưng cho thần giả. Tiếp bên dưới chính là DNA của con người, cuối cùng là hộp sọ của con người. Thậm chí, chúng ta có thể nhìn thấy thóp chưa cả khép lại, tượng trưng cho con người vừa mới sinh ra. Còn phía bên thần thì trước tiên sẽ nhìn thấy hình giống như chiếc chén thánh. Tiếp đến, phần hình bầu dục này thì có học giả cho rằng nó đại diện cho vụ nổ lớn trong vũ trụ. Tiếp theo đây là DNA của thần. Điều khác với con người đó là DNA của thần có thể kết nối với vũ trụ, còn DNA của người thì khép lại, bởi vì chúng ta không kết nối được với vũ trụ. Cuối cùng, nhìn thấy mặt một người ngoài hành tinh và hộp sọ của chúng là đóng lại.
Cũng tức là căn cứ theo cách nói của học giả này, ông ta cho rằng The Banshee không chỉ đang nói với mọi người thần sống tại chòm sao Oren, mà thậm chí đã giải đáp điểm khác nhau căn bản giữa người và thần. Đó là nằm ở chỗ DNA của chúng ta không thể nào kết nối với vũ trụ. Hóa ra đây chính là sự khác biệt giữa con người với thần sao? Vậy thì mọi người nghĩ như thế nào? Các bạn có tin rằng trong tranh của The Banshee đúng là có chứa mật mã không? Bạn có tin ông ta đã từng xuyên việt đến thời không khác không? Hoan nghênh các bạn chia sẻ thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.